Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và vui vẻ các bạn ha. Đến hẹn lại lên thì năm Thu đến lại đến cái thành phố Tân An theo cái chương trình là kỹ sự bonsai. Thì năm Thu đến cái điểm bán mai vàng online của anh Hoàng Ân tọa lạc tại xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An của tỉnh Long An. Hôm nay cái lô hàng được nhập về được chào giá vào ngày 25 tháng 2 2020 và chúng ta lại gặp lại anh chàng Hoàng Ân quen thuộc của shop bán mai vàng online này các bạn ha. Rồi, hello, chào anh. Chào năm, chào tất cả bà con cô bác yêu mai vàng trên cả nước. Rồi ha, ok. Hôm nay là ngày 25, em có về một lô mai này là mai giảo hộp. Mai giảo hộp giá cũng mềm để giao lưu với tất cả bà con. Mai giảo hộp như em nói là cái này là nguyên thủy luôn. Là nguyên thủy luôn anh năm. Em có chắc không? Dạ chắc. Chắc cú luôn phải không? Dạ, chắc cú. Nếu mà chắc cú thì phải mới dám tuyên bố ha. Dạ, dạ. Không tuyên bố thì chuẩn bị mặc áo giáp để trong nó chống đá rồi gạch đá nữa. Em chắc được thì em báo. Nói chung là cái uy tín của mình khi mà mình mua mỗi giùm biết chắc là giảo hộp gai mà nếu mà em mua được cái cây mà cây lớn năm thấy cũng có rất là nhiều người ta thích cái dạng giống đó. Này người ta trồng cái số lượng thành vườn đó. Thành vườn luôn phải không? Cho em mua cả vườn. Rồi trồng vườn loại giảo hộp. Rồi, trước khi chào giá sản phẩm mình, anh Năm cũng là đề nghị ân nhắc lại cái số điện thoại cũng như cái địa chỉ và các phương thức bán hàng của mình ha. Dạ, số điện thoại của em là 082 748 5959, đó cũng số Zalo của em luôn. Em ở 3 xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Rồi giờ mời bà con cái địa chỉ là số điện thoại rồi, còn phương thức bán hàng em chưa? Dạ, em thì bao ship 200 km, còn xa nữa thì bà con mình thương lượng. Thương lượng thoải mái, em mà ai có giao lưu với em rồi thì hiểu. Nói chung là cái trước mắt thì mình phải ăn thì báo đơn giá như thế. Dạ. Trước mắt các bạn cứ muốn gì cứ xong muốn là gì liên hệ lại với anh thương lượng, liên hệ trực tiếp và mình có thể mình thương lượng với nhau để mình tìm một cái phương án mà thỏa đáng nhất để chúng ta giao dịch ha. Thương lượng gì, chẳng hạn như anh em mua cái số lượng nó vài bắt cây thì giảm giá khá, anh em ở xa quá thì thương lượng phí ship đồ này kia nọ. Nói chung là thương lượng rất nhiều thứ. Rồi, thôi xin mời ha. Thôi chúng ta cùng vào dò phía bên trong để xem cái lô hàng mai giảo hộp lá gai phải không? Ô, giảo hộp lá gai mà nó to như thế này nè. Cây rất là bự các bạn ơi. Đây xin mời các bạn ha. Tắt nhạc đi con ơi. Tắt nhạc hết đi. Tắt nhạc điện thoại giùm bác mình mở nhạc. Rồi các bạn ơi, đây là cái hôm nay là Hoàng Ân là nhặt về là một số phơ mai, nhưng mà chỉ đặc thù có một giống một không? Giỏ hộp. Giỏ hộp, giỏ hộp thôi. Lô hàng được chào giá vào ngày 25 tháng 2 2020. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm việc đi Ân ơi. Em số 1, em đầu tiên. Rồi. Có giá bonsai rất đẹp. Em số 1. Đẹp. Rồi, em có thông số đi em. Không có thông số. Có thông số. Còn là 28. 28, chiều cao. Chiều cao 25. Chiều cao 25. Thì số 1 thì giá 1.8 triệu. Em số 1 được chào giá là 1.8 triệu. Là các bạn lưu ý, đây là giống giảo hộp. Giảo hộp. Cái này là về mình chơi luôn. Dạ, mình khỏi cần ghép các bạn ha. Dạ, bông thì nó đại nó từ 6 tới lại 10 cánh á. 6-10 cánh bông này rất là lớn phải không? Lớn. Cái đặc biệt là cây mai vàng á, theo năm biết là nếu mình chăm sóc chế độ tốt thì cái cánh nó nhiều hơn đúng không? Cánh nó nhiều hơn. Mà con về trồng năm đầu thì nó cũng có lộn vô bông 1-2 bông 5 cánh hoặc là nó nhỏ nhỏ thì năm sau thì bông nó sở lại bình thường. Bông nó sẽ cũng... nó sẽ dày cánh, nó nhiều số lượng cánh nó tăng lên nếu các bạn mà chăm sóc mà đợi đúng cách. Chứ gì nhiều khi bà con nói tôi về mới năm đầu nó lọt vô năm cánh cái nó mình nó dốc đó là không phải cái giống cái dạo của nó đầu nó chưa đủ sức á, chưa đủ sức cũng có lộn vô năm cánh. Rồi năm sau thì bảo đảm bông nó sẽ về chuẩn. Mộc được chào giá, cây số 1 được chiều giá là 1.8 triệu anh em. 1.8 triệu. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Rồi khiên xuống đi. Số 1, hôm nay cái lô hàng này Ân đã tìm được cái lô hàng này hay á, nếu mà đúng dạo lá gai mà những cái gốc cây bự như thế này là cũng ít khi nào gặp lắm các bạn. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn, trời giống như củ nừng trời, cục thừa lừ ha. Cây này xù luôn rồi. Xù, cây này xù. Cái phôi số 2 cũng là dạo lá gai luôn hết hả? Dạo gai luôn. Cái có một số cây lớn kia thì nó không phải dạo, lá hồi em báo. Lô này là dạo.
À, lá này dở. Cái nào không dở lá hồi ông báo kêu. À, nói chung là không dở thì không không phải lá gai thì báo luôn phải không? Dạ, dạ, dạ. Rồi, cây số 2 đây các bạn. Rồi, cây số 2 nó có sù này nè. Rồi, em báo có thông số đi. Vành là 30. Vành 30. À, sù cao. Cao này có 20 à? Ừ, 20. Cây này bonsai rất đẹp, chi cành rất đẹp luôn. Tại vì cái bộ nó hơi ấy, chứ nó dáng nó về trồng vậy. Rồi, ok. Em số 2 được chào giá. Cái này giá 2 triệu. Em số 2 được chào giá là 2 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp. Em số 3. Số 3 này ta để như nó vậy là bà con thích cắt lùm lại cũng được. Chơi cái cũ thôi. Nếu mà cắt lùn thì lấy cái cũ bỏ phần trên ha. Dạ. À, nhưng mà thôi mình để đi để cho các bạn có sự lựa chọn cho riêng mình. À, đến anh Năm rút cái cũ lại dơm lại cho các bạn xem được cái cũ của em này ha. Cũ rễ nó quấn qua lại. Rồi, báo cáo thông số. Số là 25. À, vành là 25, à, chiều cao. Chiều cao 1 mét. Chiều cao là chẳng 1 mét luôn hả? Đây, chiều cao 1 mét. Cái này cái số 3. Em số 3 rồi. C. 1 triệu rưỡi. Em số 3 được chào giá là 1 triệu rưỡi. Là những cái phôi rất là bự các bạn. Phôi này chắc là... Cắt lại. Theo em thì phôi này nó họ đào tạo được bao nhiêu năm rồi? Cái đám cây này nó già dữ lắm. Ừ. Nó tầm cỡ 10 năm trở lên á. Ừ, anh Năm nghĩ có như vậy. Tại những cái mai mà cái tầm 3 năm, 5 năm nó bằng cùm tay à. Ừ. Cái này bự rồi các bạn. Tại cái này... đường này người ta chăm sóc cũng được kỹ á. Nó cũng lâu lớn hơn. Ừ. Nhưng mà cây rất là già. Rồi, tiếp tục, em kế tiếp. Kế tiếp em số 4. Này chi cành thì cũng đẹp mà bà con thích cắt lùn cũng đẹp. Ừ, cứ bà con cứ các bạn cứ cứ về nhà mình cắt gọn là mình cây này gọn xù luôn à. Theo ý nó mình loại xù à. thấy mà anh Năm dơm dơm sắt gốc luôn mà dơm cho các bạn xem chủ yếu là cái gốc mà đầu tiên mình cho các bạn xem cái kiểu dáng cái body tổng quát của nó ha. À, xong rồi anh Năm quay cận cảnh cái gốc cũng như là các bạn sẽ thấy được cái cộng số của anh đo thông số luôn. Báo cáo thông số đi anh. À. Em đo cái số thường thường em đưa thẳng vô cái mặt kính của anh Năm là cho bà con các bác thấy luôn cho nó mang tính trung thực. 29. À, cho nó mang tính trung thực ha. Rồi. 29 chiều cao em. Chiều cao 84. Chiều cao 84. Rồi, à, số 4. Em số 4. Ok. Giá 1 triệu rưỡi luôn. Được chào giá là 1 triệu rưỡi. Rồi xây quan cái thế nào? Cái này cũng có xù nhiều lắm á. À, xù xì. Cắt này nếu mà cắt này là thành nguyên cái cục xù lùn. Rồi, xin mời em kế tiếp. Em kế tiếp này khá là cao á các bạn. À, khá là cao. Các bạn thấy không? Đây. Nè, em kế tiếp này khá là cao. À, khá là cao. Ừ. Rồi. Em kế tiếp. Rồi, báo cáo thông số đi. Cũng là dảo luôn á hả? Dảo luôn. Dảo hộp hả? Dưới đây còn nhiều lắm là 5 rum ở đây. Để... Ê, ăn dảo hộp với dảo lá gai nó khác nhau không ăn? Dảo hộp nghĩa là mình cũng là cái dảo lá gai nhưng mà mình lấy hộp mình trồng ra. Kiều hộp. Cái dảo lá gai. Dảo hộp là cái nghĩa là dao cái giống giống này dảo được trồng từ hộp không phải là ghép. Từ hộp.
Hoành là 33, yếu tính 32. Tính 32. Chiều cao, cao mét rưỡi không? Cao mét rưỡi. Cao mét rưỡi. Em số mấy đây? Em số 5. Em cái này chi cành đầy đủ luôn nha bà con. Em số 5. Cái này lại chơi. Rồi, em số 5 mình được chào giá bao nhiêu đây? Cái này giá 2 triệu nữa. Em số 5 được chào giá là 2 triệu. Nếu mà em này có bộ đế buông đã nữa là mắc tiền lắm ha. Dạ. Nó hơi thấp. Cái đế cũng khá đẹp. Nếu mà bộ đế còn nữa. Nó dành dảnh lên, nó cắt nhiều. Bộ đế nó mà chuẩn là cây này. Quá trời dưới đây nè. Đế mà chuẩn là cây này tiền không á. Mà cái đám cây này nó già, nó lên sụ gốc đó. Dạ. Rồi, xin mời em kế tiếp. Em số mấy đây? Em số 5. Số 5. Nhớ số của trường lộn số. Tiếp tục chia sẻ với các bạn. Em số 6. Dán dán siêu nha bà con. Dán siêu hả? Cây cây này cũng rất là khá cao hả? Dạ. Khá là cao hả? Cao mét 4 đi. Cao mét 4 hả? 3 mét 4 gì cũng được. Cao nó không quan trọng mấy. Cái này ngoài sa đu nó đế nó cắm xuống hết nha. Rồi, em đo báo cáo thông số em này đi. Còn 30. 30, chiều cao. Cũ rồi. Cũ rồi, nó cũ luôn. Cũ là 50. Cũ 50, chiều cao. Chiều cao 1m3. Chiều cao 1m3. Rồi, em mày được chào giá là bao nhiêu đây? Cái số 6. Cái này giá 2 triệu. Em mày được chào giá là 2 triệu. Giống này này về là chơi luôn, khỏi phải ghép ha. Dạ, khỏi phải ghép. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn như em số 7 hả? Em số 7, cái bộ đế em này bộ đế hay nè. Tướng em này cũng nhìn chắc khỏe nè. Cây chi cành đầy đủ, chi cành dày đầy đủ luôn, mấy cái này lẹ chơi. Báo thông số đi em. 31. Chiều cao. Cao 1 mét đi. Cao 1 mét hả? Rồi. Mét 1 tính 1 mét hả? Rồi quay em nó một cái nữa. Rồi em mày được chào giá bao nhiêu đây? Cái này giá 2 triệu 3. Em mày được chào giá 2 triệu 3. Cũng là giỏ hộp đúng không? Dạ. Xin mời em kế tiếp. Em số mấy đây? Em số 8 đến số à, số 8 ở trường lộn. Em số 8 thì khá cao ta. Em số 8 này. Em số 8 thì cao quá ha. Em này chắc cao 1m7, 1m8 à. Cái nhìn nhìn tại cái đầu nó hơi bay bay, phải có đường chứ nó kê nó không kê nó bị kênh. Rồi. Siêu. Siêu. Chi cành đều đẹp. Con nhìn thấy là già bắt đầu nó lên xù, nó dễ xù. Rồi em số mấy đây? Số 8. Số 8, báo cáo thông số em số 8.
32. À. Cao 1,5 luôn đi, cao là hơn mà tính. Hơn 1,5 thôi, cho 1,5 cũng được ha. À. 2 mét luôn, tính 1,5 cũng được. Vì nhà các bạn. Vì nhà các bạn không thích thì tệ xuống hang đó này cũng phải 1,7 1,8 á, cho 1,5 đi. Hết thước rồi, chiều cao nó không quan trọng mà. Đế đẹp đó nha bà con. Cây này đẹp, dáng đế đẹp hết. Rồi, em mày để chiều giá bao nhiêu? Cây này số 8. Ừ, số 8. Thì giá 3 triệu. Em số 8 được chào giá là 3 triệu. À, xin mời em kế tiếp. Ủa, cái chừng nó tác vô cái mặt của chú này. Cái này là em số 9. Ừ, dáng này cũng bay nghiêng nghiêng, dáng siêu siêu. Ừ. Dáng kiểu dáng siêu rồi chứ không? Siêu với siêu. Siêu với siêu, siêu. Cây đế cũng đẹp mà cũng già, cây nó xù lên nè. Cái này em số mấy rồi ta? Ở cái xù. Số 9. Số 9, ờ, nhớ số con, chừng lòng số, số 9. À, số 9. Rồi, báo cáo thông số em số 9 đi. Nguyên đám cây này có tay cạnh hết nha bà con. Số 9. Hoành. 37 hoành. À. Mét 2 không? Thì cao 1 mét, để máy tính mét đi. Mét à, tính mét. Rồi. Em số 9. Được chào giá là trước này có đế chịu hết nha bà con. À. Số 9 giá 4 triệu. À cho xây nó cái. 4 triệu, em số 9 thì giá là 4 triệu hả? Cái đế đẹp, thân đẹp. Rồi, à, xin mời em kế tiếp. Dưới cái kia là không báo hả, cái kia hả? Không bán hả, cây đẹp đó đi dành chơi hả? Phải, cây đó là của ông ăn cũng không lấy rồi hả? Ờ, thấy cây đẹp. Ông ghé đây, cây ông đồng. À, anh thấy cây nó đẹp ghê á, cây nó đồng đồng. À, tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 10. Em số 10 là khá là cao á, em số 10 là cao tầm khoảng 1,7, 1,8 gì nè, mà thấy không, rất là cao nè. Toàn bộ là cây một thân một cốt, ta cành đều luôn nha bà con. Ta cành này có chỉnh sửa hết luôn á. Đã được đào tạo không? Dạ, đã được đào tạo qua một khóa rồi. Đào tạo qua trường lớp đàng hoàng không? Trường lớp chính quy đàng hoàng. Vì sao cái ông bác nó già, cái ông làm không nổi nữa. Bỏ bê. Đây là cây mai về là các bạn lưu ý là về mình chơi luôn ha. Okay. Mình khỏi phải ghép. À, em số 10. Cái bác làm không nổi nữa. Em số 10 hả? Cái tay cành nó đi ấy, cái cắt bây giờ cắt làm lại lấy khúc trong lại. Rồi, em báo cáo thông số em số 10. Mình là 41. 41. Ừ. Rồi, em đo tán rộng luôn, tán rộng em là tán rộng đẹp không? Chiều cao 1,5 đi. 1,5 rồi, chiều cao 1,5. 8, 7, 8 thì mà tính 1,5 thôi. Tán rộng 1,2. À, rộng 1,2 hả? Cắt rồi còn 1,2 đó, chứ này tán này nó lớn lắm. Số 10, 10 hay 11? Số 10, em số 10. Số 10. Được chào giá là? Số 10 giá 5 triệu. Số 10 được trả là 5 triệu. Mấy cây rất đẹp nha bà con. Có đế hết á. Đế nở rồi. À, ok, xin mời em kế tiếp. Nếu cây lớn ra, cây lớn nó chưa báo cáo. Cây lớn nó chưa chưa chào giá. Này là em số 11 phải không?
11 cũng cao. Đợt này cao một cốt mà tay cành đều hết luôn. Đợt này ăn nhập hàng gì bự không à? Ăn là nó khoái hàng bự không à? Người thì ốm một khoái bự. Phải khiêm cũng chết rồi. Cục xương sống luôn. Khiêm ốm luôn. Là bởi vì người thì ốm nhôm, người ốm nhôm nhất mà chơi cái nào. Này lên cũng lên sù nhiều à. Người thì ốm nhôm nhất mà chơi hàng trà bá thôi. Không tính. Rồi em ba báo cáo thông số đi. Ba mươi tám hoành à, chiều cao tầm 1.5 không mét... cao tính 1.3 đi. 1.3 à. Cốt chi đầy đủ, đầy đủ đều nhặt lắm nha bà con. Cây rất đẹp, nâng cây rồi. Em số 11 được chiều giáo bao nhiêu? Phải số 11 không? Cũng 11 à. Giá là 4 triệu. Chào giá là 4 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp. Rồi, em số 12. Đây bồ đế đẹp. Em số 12. Cái này già lắm nha bà con. À, cũng là giáo giáo hộp phải không? Giáo hộp luôn. Thân lượng lắc đẹp. À. Cái này dáng siêu mà lượng lắc. Siêu siêu à, siêu. Rồi, báo cáo thông số, em số 12 đi. Phải 12 không mày? Cũng. 10. 12. Hoành là 31. Hoành 31. Ừ. Cao là 90. 90. Rồi, xài anh một cái. Rồi, em số 12 mình được chào giá bao nhiêu đang? Giá 2.5 triệu nữa. À, số 12 được chào giá là 2.5 triệu. Rồi xin mời em kế tiếp. Em kế tiếp là em số 13. 13 à, số 13 à, số 13 này xù quá trời xù, vô rễ quá trời, một cục rễ thừa lư vậy nè. Cái này xù, nếu mà con cắt cái đoạn này là xù 100% nha bà con. Mà để dáng này cũng hay. Thân lượng lắc đẹp. Cắt thì ổn. Con để về chồng cuối cắm xuống là để cho nó. Đó, đây đó là cây này chơi bonsai cũng được ha. Cây chơi bonsai tán đây và tán đây. Đó rồi, xài ngắn lùn thôi. Rồi, báo cáo thông cộm luôn á. Báo cáo thông số em số 13 đi. À, xù nó xù quá trời, nó lên xù một đoạn khoảng 2 găng tay ha. Ba tắt rồi. À, báo cáo thông số em số 13. 34 hoành. Nhiêu? 34. 31 hả? 34. 34, à, chiều cao. Chiều cao là 1.4 đi. Chiều cao 1.4. Thấy tay cành đẹp quá, em không thấy giá bonsai thì cũng khoái, mà thấy tay cành đẹp quá thôi. Không, không nỡ bỏ phải không? Dạ. Để có giao lưu thì bà con có muốn hạ sao hạ. À, em số mấy? Em số 10 mấy quên rồi. 14 hả? 14 được. 13 được chào giá bao nhiêu? 13 này giá 4 triệu. À, em số 13 được chào giá là 4 triệu. À, ok, xin mời em kế tiếp. Em số 14. Em số 14 lùng lực mập mà. Em này cái nhìn cái dáng chắc ha. Em số 14 đây.
Nhưng mấy cây này là tay cành đẹp lắm. Ừ, chắc. Bắt cá thông số đi ăn đây. Ba mươi ba hoành à, chiều cao. Chiều cao một mét. Ừ. Em này em số mấy đây ta? Số 13. Em số 14. 14, em số 14, 13 rồi. 14. Em số 14, à được chào. Cái này giá 2 triệu. Em số 14 được chào giá là 2 triệu. Ừ. À, ok. Cái này cây nào đó lắm, là cây nào cũng nhớ nhóm xù đó. Rồi rồi, xin mời em kế tiếp. Xin mời em số 15. À, giá là dán dữ à. Dán bài hả? Dán bài dán siêu gì? Bài siêu siêu gì nó lạ. Cái này vừa xù mà vừa nu luôn á. Ờ, lả lơ dán mà. Thân luôn. Dán hơi lả lơ trong gió đúng không? Lả lơ chứ. Cái này về bonsai cũng đẹp lắm nha bà con. Ừ. Cái này về sai chắc đây. Nó có hơi một cái vết da hồi xưa nó bị chắc cái nhánh nó tép mà giờ nó sao mà nó bít rồi nha bà con. Thì không sai cắt đây lấy chi. Để nó tàn. Mà thấy để giờ cũng đẹp. Cái này xù nu nu cục cùng mình luôn. Rồi em số này số mấy, 14 hả? 15. Số 15. Em số 15, báo cáo tổng số em số 15. Ba mươi lăm hoành. Giảm ba nó nhiêu? Ba là 80. 80. Rồi em số 15 mày được chào giá bao nhiêu đây? Cái này giá 4 triệu. À 4 triệu ha. À 4 triệu. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Em 15 rồi, bây giờ em số 16. Em số 16. Em số 16 đó các bạn ơi. Em số 16 cũng khá cao. Bài gì đấy. Rồi em báo cáo thông số em số 16 rồi đi. Mười sáu. 32 hoành. À. Cao mét tư. Em số 16 thì được chào giá bao nhiêu đây? Em 16 thì giá 3 triệu. Là 3 triệu. 3 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp. Hôm nay nó không đỡ được trước, cây bự nữa. Em số 16 rồi, giờ tiếp tục em số 17. Ồ, 17 đẹp nè. Em số 17. Nó còn nào còn lấy khi cũng chết. À, em số 17 rất là cao các bạn, tầm 1m7 á. Cái này rất đẹp nha. Em số 17. Cái này dáng thú rất đẹp á. Rạch thú luôn á. Đây là cây giải giảo hộp các bạn ha. Dạ, giảo hộp. Để trồng từ hộp đem về các bạn có việc chơi trực tiếp luôn, khỏi phải ghép gũ gì hết.
cái bộ bệ củ đế. À, các bạn thấy đây là cây này, cái bộ bộ đế nó cũng hơi bị đẹp đấy. Bên kia là nhìn rõ ràng, mặt nào nhìn cũng rõ. Nó tứ diện luôn phải không? Tứ diện luôn. Chi cành ăn cây đẹp lắm. Rồi báo cáo thông số em, số này số mấy ta? Mười mấy. Cái đó là mấy vậy? Trời, mấy? 17. Em này số 17 hả? Cái này 17 hả? Cái này 18. Cái này 17. 17 ha. Chắc không mấy người có thứ này. 17, 18 rồi. 16 hả? 36 quả. 36, chiều cao. Cao 1,5 m đi. Cây này về bonsai cũng đẹp lắm. Rồi, em số 17 được chào giá bao nhiêu đây? Cây này giá 5 triệu. Em số 17 được chào giá là 5 triệu. Cây này theo em thì em cắt bonsai luôn. Rồi, xin mời em kết tiếp. Em xin mời em số 18. Nó bự quá, còn cây cao không. Cây này quá cao, các bạn thấy không? Thấy về. Kéo lại. Kéo lại, khiêng lên gần tới đó, khiêng lên nặng, lấy nặng. Em này vừa nó vừa lắc hả? Lắc lên cái lượng qua cái lên thẳng không? Dạ. Cái này dán lượng lắc đẹp lắm. Cái này dán gì kêu là lông dán. Lông dán. Lông dán là khác, thì dán lông khác. À, lông dán không? Dạ. Quay có được đâu ta? Đâu hả? Cái đế nó cũng giống con rồng nữa. Cái đế nó giống cái đầu rồng. Em đem số 18 phải không? Dạ. Wow, cây. Rồi em báo cáo thông số em. Nằm lấy hết được cái cảnh ở trên xuống không nào? Cái gì lấy hết, đi từ xa lấy hết. Đi từ xa lấy hết cái cảnh này. Đứng từ đây lấy. Nè, hết rồi. Hết rồi. Lấy hết cây thì không lấy gốc rõ vậy thôi. À, đó, à, còn thấy không? Đào thấy không? À, bây giờ để em thu dơm là cái gốc đó ha, để các bạn coi cái gốc đó. Tôi cần gắn gốc đi. Rồi, em ra thông số nó đi, có cái thông số không? Ba mươi chín hoành. À, chiều cao như? Chiều cao chắc 2 mét không? Không, 1 mét 8. 2 mét. 2 mét. 1 mét 8, 2 mét cũng được. À, em xem số mấy đi? 18. Em mày 18. Thông số đo chưa đo rồi hả? Đo rồi. Được chào giá là bao nhiêu đây? Cái này giá 6 triệu. À, được chào giá là 6 triệu các bạn. Quá trời dài luôn. Rồi, xin mời em kế tiếp là em số 19. Toàn là cây bự bự không. Cái ngoài đó không báo hả? Chưa có làm kịp. À, chưa có làm xong hả? À. Để từ sau đi, để từ sau gom lại làm một lô nữa. Em số 19 phải không? 19. Đây, tại sao cái vườn mai này như nó bị gió bạc nó siêu siêu phải không? Dạ. Ừ, không chống hả? Hồi đó trồng cái hồi lúc cây nhỏ không ừ. Không chống. Ừ, không chống thành ra để cái gió nó siêu theo chiều gió. Ờ, siêu chiều gió theo cái luồng gió thành ra cây nào nó cũng siêu siêu hết trơn. Cái này là nó siêu tự nhiên theo gió đó các bạn. Cái này là do không có đầu tạo á. Chứ đáng lý mình chống nó thẳng đẹp ha. Chi cành thì rất đẹp. À, chi cành nó buông đều nhưng mà tại cây nó bị gió nó đổ á, người ta không chăm sóc kỹ á. Bạc nguyên vườn luôn, chỉ có 1-2 cây còn đứng nè. Nguyên vườn bạc hết hả? Ừ. Dạ. Đây, mặt đế trước này rất đẹp. Trước sau cũng đẹp. Có cái rễ đây nó bị hư em bỏ rồi. Ừ. Vô cao quá rồi, có nuôi lâu ngày nó bị mục á, bỏ rồi. Rồi em số mấy đây? 19. À, báo cáo tổng số em số 19 đi.
34 phút rồi anh. Em 34 hả? Ờ, em số 19. 33 hoành. 33 hoành, à, chiều cao. Cao 1,5 m đi, dư không? 1,5 m rồi. À. À. Em số 19 này được chào giá bao nhiêu đây? Em giá 2,8 triệu. Giá là 2,8 triệu. Rồi xem. Hai triệu tám các bạn ha. À, thôi xin mời em kế tiếp. Em số 20. Cái trường nó đổ. 20 cây bự quá. Cây toàn cây bự không à. Em số 20. Lùng lực. Đây, 20 cục. Em này thuần 90% rồi. Quá lùng, quá lực. Em số 20 ha, đúng là em quái nhất phải không? Quái nhất. Ừ. Không có mặt mặt cắt nha bà con, còn cắt cốt cành không á. Cây này rất đẹp. Rồi, em báo cáo thông số đó đi em. À, chiều cao. Cao thì 30 à. 10. Để lên 30. Cây này xù cả 80 cm rồi đó. Hình quái ha, cái bộ rễ này rất là quái. Rồi, em số 20 được. Cây này giờ khó kiếm lắm. Em được chiều giá bao nhiêu đây? Cây này giá 14 triệu. Giá 14 triệu mấy cái gốc cây này khó tìm. À, 20. 20. 20. Được chào giá là? Giá là 14 triệu. Được chào giá là 14 triệu. Những cái gốc cây quái này rất là khó tìm. Được chào giá là 14 triệu. Rồi, xin mời em số 21. Em số 21. Cái này bà con muốn bóp lại bút măng cũng được nữa nha. Bóp lại bút măng, vút bỏ hai nhánh kia. Vút bỏ luôn. Bỏ hai nhánh bên hông. Mặt cắt không có lớn. À. Nếu mà ngay này thì mặt cắt. Mặt cắt có 26 à. Rồi, bà có thông số em số 21 đi. Là chiều cao. 65. Rồi, em số 21 được chiều giá bao nhiêu đây? Cái này giá 9 triệu. Em số 21 được chiều giá là 9 triệu. 21 không? 21. Còn đây nữa, 22 cây. 22, còn cây số 22 là gốc nào? Còn đây còn gốc chưa lên rồi các bạn. Ừ, không gốc đâu, cái này. Ra ngoài cái nào này đi. À, cây nào? Cây ngoài hả? Đủ 22 cây. À, đủ 22 cây ha. Rồi. Cái này chưa là bầu, quay để em là bầu á. Cây nào? Cây lớn đó hả? À, cây lớn đó hả? Em ra đi, ra tổng số đi. Ra tổng số cây lớn đi, cây số 22 đó các bạn. Cây số 22, à, nó nằm ở ngoài cánh đồng bát ngát ở đây. À. À. 42 hoành. 42 hoành, à, chiều cao. Cao mấy 7-8 vậy á. À, 7-8, cây số 22. Rồi, cây này em được chào giá bao nhiêu đây? Cây này giá 4 triệu. À, được chào giá là 4 triệu, cây số 22 được chào giá là 4 triệu. Ừ. Ừ. Vậy là xong rồi phải không? À. À. À, các bạn thân mến, cây số 22 cũng là cây cuối cùng kết thúc cái chương trình chào giá vào ngày 25 tháng 2, 2000. 2020 năm thu. Rất cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian để xem qua hết cái clip này để ủng hộ kênh Thu Bonsai cũng như là ủng hộ điểm bán mai vàng của anh Hoàng Ân, tòa lạc tại xã Hướng Thọ Phú, thành phố Thuận An, của tỉnh Long An. Trước khi chia tay thì chúng ta lại gặp lại anh chàng Hoàng Ân quen thuộc ha.
Anh ơi, có đôi lời gì chia sẻ cho bà con cô bác không? Tất cả là cô chú anh chị em trên cả nước trong thời gian qua đã ủng hộ em. Cũng cảm ơn tất cả bà con, mong ủng hộ tiếp em. Rồi, cảm ơn anh Hăng đã đồng hành cùng anh Năm để chia sẻ cái thước phim đến bà con cô bác yêu mây vàng trong cả nước. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thấy clip này phù hợp thì các bạn nhấp like ủng hộ tinh thần cho Nông Thu. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được Nông Thu những video mới nhất. Bye bye các bạn. Bye bye anh. Bye bye. Hẹn gặp lại ha. Hẹn gặp lại.